Xin chào anh chị các bạn, video hôm nay tôi hướng dẫn anh chị các bạn cách mình cấu hình cái HTML sử dụng Gmail trên website của mình. Đây, nó sẽ làm xong mình sẽ cấu hình. Bây giờ đầu tiên mình đăng nhập vào quản trị trước nha. Rồi, quản trị xong rồi mình sẽ cài một cái login HTTP Gmail vô cái website web mình, login cài mới. Rồi, đây mình tìm HTTP Gmail. Ở trên đây có nhiều cái login HTTP Gmail lắm. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị các bạn một cái login mà tôi đã từng xài nó ok. Bởi Intem nè. Đây, nhớ đúng rồi, bởi Intem này, cài đặt cái login này nha. Cái login kia thì tôi chưa có test thử nên tôi chưa biết nó có hiệu quả hay không, nhưng thấy login này thì rất là hiệu quả. Tôi xài login này ha. Sau khi cài đặt xong rồi mình sẽ có được win Gmail đây đó. Trước khi mà hướng dẫn cấu hình thì tôi sẽ nói cái tại sao mình phải cài cái login HTTP Gmail, mà tại sao mà cấu hình HTTP Gmail trên website. Ví dụ như là khi người dùng vô trang liên hệ của mình, người dùng điền form đi, điền form thì thông tin thì đây người gửi, rồi điền form đi, mình điền form đi, dùng cái đi nha. Test submit thì cái nội dung này sẽ gửi gì đâu, nó sẽ gửi vô website của chúng ta đây, không gửi email nè đó. Hoặc là người dùng vô website của mình mà người dùng khách hàng của họ là mua mua sản phẩm đi, thêm vào giỏ hàng mà mua sản phẩm thì cái đơn hàng nó sẽ gửi gì đâu, nó sẽ gửi về mail của quản trị. Thì để mà gửi được mail quản trị, để mà gửi được, để mà website có chức năng là gửi mail khi mà người dùng điền form và gửi mail khi khi có đơn hàng mới, thì mình phải có hình HTTP cho WordPress mình mới, thì mới website mới gửi 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 được mail nha. Thì mình đó là lý do mình sẽ cài cái login HTTP Gmail vào. Sau khi cài HTTP Gmail vào mà chưa gửi được đâu, mình phải có hình khai báo thông tin đó. Thì để khai báo được cái thông tin này thì mình phải đăng ký một cái HTTP nào đó. Ví dụ ở đây sử dụng HTTP của Gmail hoặc HTTP của một cái mail nào đó mà mình có nha. Để sử dụng HTTP Gmail. Để làm được cái đó thì tôi sẽ sử dụng một cái Gmail. Ví dụ đây tôi có Gmail ở đây, tôi dùng Service Mail nha. Đây. Tôi sẽ ghi vô cái phần quản lý tài khoản rồi. Vô phần bảo mật. Đó, tôi vô cái chỗ là xác minh mật khẩu hai bước, tôi bật lên này nha. Ngay chỗ xác minh mật khẩu hai bước thì tôi phải bật lên mới được. Ở đây tôi bật sẵn rồi, tôi vô cho các bạn coi thôi. Tôi vô cho các bạn coi ở đây là tôi ở đây tôi bật rồi cho nên là tôi vô cho các bạn coi thôi nha. Như mình mới có bật rồi thì mình phải xác minh lại ha. Đó. Ngay chỗ đây á, là mình phải bật mật khẩu hai lớp và gửi dấu số điện thoại nào đó mình sẽ có ha. Đó.
Rồi, xác minh mọi bước sau khi chức năng mật khẩu, bật được chức năng xác minh mật khẩu hai lớp ở trên mail này rồi, thì tiếp theo mình mới vô cái chỗ là mật khẩu ứng dụng nè. Ha. Vô đây mình sẽ khi vô đây thì mình cũng phải xác nhận lại, xong rồi coi bước xác nhận lại luôn. Đó. Xác nhận lại rồi, sau đó mình sẽ tạo mình một mật khẩu. Rồi sau khi mình vô cái chỗ tạo mật khẩu ứng dụng rồi ha, đây mình đây liệt kê cho mình có một cái mật khẩu đã tạo rồi ha, thì tôi tạo thêm một cái nữa để cho bạn biết, hướng dẫn các bạn làm luôn. Đây mình chọn ứng dụng ha, mình chọn là thư, đây mình chọn là máy tính dùng Windows, rồi tạo, đây tạo cho mình cái mật khẩu đây ha. Đó, đây mình sẽ lưu tạm ở đây ha, lưu tạm ở đây đi. Đây đây nha. Xong, bấm xong nó mới ăn nha. Đây mình copy này luôn. Copy cái username luôn. Mình có được cái mật khẩu ứng dụng ở đây. Đó. Sau khi tạo xong rồi ấy, thì mình quay lại đây luôn. Xong rồi đúng không? Thì tóm tắt lại là cái chỗ tài khoản Google á, là mình tức tết rồi, phải bật vô phần bảo mật. Bật chức năng mật khẩu hai lớp. Sau bật chức năng mật khẩu hai lớp, đăng nhập trở lại vào cái mật khẩu ứng dụng, tạo cho mình là một mật khẩu ứng dụng thư máy tính dùng máy 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 tính dùng Windows đó. Rồi sau đó tiếp tục mình quay vô cái chỗ mà cài đặt của phần Gmail HTTP này để mình nhập vô ha. Bây giờ mình nhập thông tin vô là nãy username là này đúng không, nhấn vô và cái này ổ này phần mềm phải nghe, phần mềm để đi, phần mềm phải phần mềm mèo nhập đúng ha, đúng rồi rồi mà ở đây mật khẩu nè, ổ nhập cái đây gmail đây, rồi phần mềm là gì đó, ví dụ như là Sakura mỹ phẩm Sakura Sakura chẳng hạn nha. Email có thể để cái mail mình đó khác được, rồi HTTP SSL mình chọn là HTTP UHTTP ha. Hai chỗ này mình nhớ mình chọn cái mã hóa là SSL và authentication chứng thực HTTP ha, rồi lưu phải đổi. Và cho ti này phải z nha. Đó, sau khi xong rồi đúng không? Mình test lại. Test email. Email. Send. True, là nghĩa là xong ha, có thành xong. À, gửi mail vô. Nghĩa là báo thành công, mình check cái mail nãy mình test email. Thanh điện nha, gửi mail lại. Mail thanh điện đây. Mình vô mình coi, mình test kiểm tra lại coi. Test mail. Đây là xong. Cái tên là mỹ phẩm Sakura luôn ha. Đấy. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ cấu hình luôn cái phần các form liên hệ luôn ha. Tiếp theo và tiếp theo cấu hình cái form liên hệ cho để mà nhận mail luôn. Ở đây có là form liên hệ nè, form liên hệ ở đây mình còn xài cái contact form last, thì mình chọn cái contact form last đây, cấu hình email, mail nhận là mail gì, ví dụ mail nhận là mail thanh điện IT đi, mail gửi cũng thanh điện IT luôn, rồi tiêu đề là mình sẽ cho là mỹ phẩm Sakura liên hệ chẳng hạn, liên hệ như vậy đi ha.
Đây mình sẽ lấy thông tin gì? Trên đây mình lấy ra thông tin là những cái mà mình lấy nè. Đây, rồi, cấp hơi hết này luôn cũng được. Đó đi. Rồi, sau đó Enter xuống. Copy hết này. Sẽ về xuống đây. Enter xuống từng hàng đi. Đầu tiên là mình ghi cái label đây là họ tên nè. Tên. Rồi, email. Nội dung đó rồi lưu lại đó, rồi sau đó mình thử test thử nha, test thử cái form mà bấm liên hệ, mình sẽ gõ thử cái form này coi, lên điện email và test submit. Sau khi submit xong rồi mình sẽ vô mình test cái email đó, xong em xong rồi mình sẽ quay vô cái chỗ inbox của email mình test thử coi. Rồi mình vô mình test mail. Mình test không thấy mail, lý do vì sao? Lý do là do cái chỗ cái form liên hệ này nè, cái form liên hệ này đúng không? Mình thấy là để mail nhận, mail service mail, nhưng mình phải test cái mail service mới thấy nè. Đó, mail service mới thấy nè. Đó. Mail này, mail nhận, mail này thấy. Muốn mail nhận mình có mail kia nữa thì mình nó thêm vô nghe. Bây giờ muốn mail nhận rồi mình có luôn cái mail kia nữa, first thêm vô. Thì nó sẽ gửi luôn hai mail. À. Form nó sẽ gửi hai mail cho mình. Làm test lại lần nữa. Liên hệ. Submit. Submit thì sẽ gửi cho mình hai mail luôn ha. Đây. Đó, gửi mình email. Đó, đó là cách mình cấu hình HTTP để mà cái web của mình có chức năng gửi mail gửi mail khi mà người dùng điền form mà gửi vô mail của mình để mình nhận được thông tin nha. Rồi kết thúc video đây, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.